À, các bạn ơi, giờ này là đã gần 6 giờ rồi nghe các bạn. 6 giờ tối đấy. Mình coi lại đồng hồ ấy. Rồi 5 giờ 53 mà vợ chồng con cái mình đang còn ở giữa rẫy cà phê này các bạn. Ở đây Tây Nguyên ngày mùa cà phê là vậy đó các bạn. Người ta nghỉ hết rồi nhưng mà mình tạ ơn Chúa, Chúa cho công việc này. Nói chung vợ chồng con cái làm trong vườn luôn các bạn. Tới giờ này vẫn đang làm nghe các bạn. Mùa cà phê ra vậy các bạn, nghe câu khoan họ trên cao nguyên đấy, xôn xao ở hờ một vùng đất lạ đấy, mùa cà phê đấy, giờ này vẫn đang làm các bạn. Vợ chồng con cái thì mình đang giờ này bắt đầu gom lá cà phê các bạn, để rồi là lặt bắt đầu bỏ vào bao đấy, chở về các bạn đó. Mùa này mùa trên cao nguyên các bạn. Mua cà phê là vậy đó các bạn, nhiều khi làm giữa mưa giữa gió, mưa gió không phải mặc áo mưa làm, hoặc nhiều khi tối giờ này vẫn còn ở giữa rẫy, nên này 6 giờ các bạn vẫn đang làm ở giữa rẫy, công việc là nó vậy đấy các bạn, mùa màng bận rộn đủ thứ, nhưng tạ ơn Chúa, Chúa luôn đồng hành, Chúa luôn bảo vệ và chăm sóc. Mình nhớ lại ngày hôm nay thì Chúa cho làm công việc dư dật như vậy. Còn cách đây khoảng 15-17 năm hồi mình chưa có tin Chúa, các bạn biết là những cái lúc đói khổ mà muốn đi mót từ ký cà phê vậy đó. Đi mót từ ký cà phê như vậy mà coi như kiếm gạo mà sống qua ngày thôi, mà coi như người ta cũng không cho mót nữa. Đi mót vào người ta còn đuổi lên đuổi xuống nữa. Lúc đó mình cứ ước ao, thấy người ta có trong gia đình người ta có chừng 5-7 tạ cà phê, một tấn cà phê nhân ấy. Mình nghĩ ước ao khi nào mà coi như nhà mình mà có được ít tạ cà phê vậy. Và có những khi mà các bạn biết cái vườn mình, cái bãi mình đang ngồi đây này, lúc đó là một bãi cỏ, cỏ nhiều lắm, cỏ tốt lắm. Và hai vợ chồng mình ao ước lên lúc nào gia đình mình chỉ có một con bê nho nhỏ mà dắt. Đây, đây là bà xã mình đấy, đấy đang hốt mặc áo đen đấy. Mà các bạn biết là hai vợ chồng ước ao một con bê nho nhỏ thôi các bạn ạ, mà không có. Vậy là không có tiền mà mua. Còn mình không nghĩ tới, mà lúc đó con cái mình nó đau bệnh quá, cái mình cầu mong gì các bạn biết không? Cầu mong là coi như cho con nó mạnh khỏe thôi, còn ăn cháo cũng vui. Nhưng mà tạ ơn Đức Chúa Trời, tới chừng mà khi mà Giê-xu ngự vào thiên đàng ngay các bạn ạ. Mà khi mà có Chúa rồi thì, có Chúa rồi thì Chúa đem đến sự chữa lành, Chúa đem đến sức mạnh, Chúa đem phục hồi tất cả từ tâm linh đến thân thể. Cho mình tâm linh rồi thân thể mạnh khỏe rồi, Chúa phục hồi nền kinh tế. Ngày xưa thì Kinh Thánh là coi như khi mà mình đang còn vì ở trong cái tội thờ hình tượng, Chúa nói về cái tội thờ hình tượng, Chúa phạt con cháu đến 3-4 đời. Và Chúa sẽ làm dòng giống người lần lần tuyệt khỏi mặt đất, và người sẽ ở đằng đuôi, còn thiên hạ ở đằng đầu, và người sẽ vai nhiều người, còn người không phải vai ai cả. Và như vậy là các bạn biết là cứ bệnh tật ốm đau rồi thì coi như là con cái đẻ ra thì đứa thì ung thư, đứa thì thận hư, gọi là như cái sự chúc dự của Kinh Thánh như vậy đó. Và làm ăn thì gieo nhiều mà gặt ít, ăn mà không no mọc không đủ ấm, con cái thì đứa thì chết thì đứa thì viện trả về. Nhưng mà các bạn biết khi mà cái sự phục hồi của Đức Chúa Trời, khi mà chúng ta bỏ thần tượng ấy, khi mà gia đình mình bỏ thần tượng ấy, thì bắt đầu Chúa phục hồi. Và lời Đức Chúa Trời ngày hứa ngày nay cho người thỏa lòng ăn những vật ngon, hồn người ăn của béo. Nhưng là Chúa phán với chúng ta là Chúa nói Chúa sẽ tiêu trừ tất cả các bệnh hoạn giữa vòng gia đình ngươi. Và quả thật Đức Chúa Trời tiêu trừ tất cả các bệnh hoạn giữa vòng gia đình chúng tôi. Và đặc biệt nữa là Chúa nói ta sẽ ban phước trên mọi công việc tay ngươi làm, và chui cho việc chi ngươi làm cũng thành mẫu. Và Chúa nói rằng là ngươi sẽ ở đằng đầu ở trên cao, còn thiên hạ ở dưới thấp. Và Chúa nói rằng ngươi sẽ cho nhiều người vay, và còn ngươi không phải vay ai cả. Tạ ơn Chúa, và đúng thật như vậy các bạn. Cho nên trong mọi hoàn cảnh như thế nào chăng nữa, nhưng đặc biệt là mình là con cái Chúa, Chúa luôn cho mình cái sự thỏa lòng. Nhiều khi tạ ơn Chúa chẳng phải đi vay đi mượn gì hết đó, mà Chúa nói là ứng nghiệm luôn, mà làm cho kẻ thù người trở hòa thuận, mà kẻ ghét ngươi trở lại yêu thương ngươi, và cho thể làm cho nhiều kẻ đến vay ngươi, còn ngươi không phải vay ai cả. Tạ ơn Chúa, nên là mình rất là phước hạnh khi được làm con của Chúa. Các bạn biết mình từ một cái gia đình trước ở Công giáo thờ hình tượng mà khổ lắm, nghèo khổ lắm, nhưng ngày hôm nay mình có Chúa, Chúa ban phước cho mình trong một công việc của tay mình làm. Rồi giờ mình bốc cà phê để mình trở về, con quay để cha bốc cà phê. Đây con cầm vậy, con lên cha. Mình lên cái clip này để cho các bạn biết được cái dân Tây Nguyên. Còn đây là cái bông cà phê này là 50 ký này các bạn. Nhưng với mình thì tạ ơn Chúa, Chúa cho mình cái đấy.
cái sức khỏe của mình nha các bạn. Đấy, cứ cho mình như vậy. Đây, mình bao được trước. Mình cũng làm chứng cho các bạn thấy được cái sự công việc ở đây làm bàn giúp cái này. Rồi, sau này một bao được các bạn. Đây một bao nữa các bạn. Giờ này là hơn 6 giờ tối nha các bạn, ở Đắk Lắk hơn 6 giờ tối đấy. Mà Chúa vẫn đang còn cho vợ chồng con cái đang ở dược dậy nha các bạn. Đây là mình lên một cái dốc nha các bạn.